lộ cuộc sống bí ẩn của Kim Jong-un, nhà lãnh đạo tối cao của Triều Tiên. Kim Jong-un là cháu nội của Kim Il-sung, chủ tịch vĩnh viễn của Triều Tiên, là con trai của Kim Jong-il, tổng bí thư vĩnh viễn của Triều Tiên. Mặc dù là một trong số những nhà lãnh đạo nổi tiếng nhất thế giới, nhưng cuộc đời và đời tư của Kim Jong-un lại là một ẩn số, vì phần lớn thông tin, theo ông cho rằng nó cần được giấu kín và không nên tiết lộ. 1. Tiểu sử Kim Jong-un. Ngày sinh của ông Kim được công bố chính thức là ngày 8 tháng 1 năm 1982, nhưng các cơ quan tình báo Hàn Quốc lại tuyên bố nhà lãnh đạo Triều Tiên thực sự được sinh ra vào ngày 8 tháng 1 năm 1983, còn Mỹ lại nói Kim Jong-un sinh vào ngày 8 tháng 1 năm 1984. Nhưng dù cho ông Kim sinh vào năm bao nhiêu, thì việc cộng thêm tuổi sẽ giúp cho ông trông trưởng thành hơn khi kế nhiệm cha mình và nắm quyền kiểm soát Triều Tiên sau cái chết của Kim Jong-il vào năm 2011. Theo Mirror, ở Triều Tiên, người ta truyền tai nhau nhiều câu chuyện huyền thoại về vị lãnh đạo tối cao này. Chẳng hạn như, ông Kim Jong-un đã biết bắn súng từ khi mới 3 tuổi, mặc dù lúc đó ông vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng đã được ca ngợi là một thiện xạ với khả năng bắn trúng bóng đèn ở cự ly là 100m. Khi lên 8 tuổi, Kim Jong-un được cho là có thể lái xe tải. Cuộc sống của ông Kim bí mật đến mức, mặc dù là nhà lãnh đạo tối cao của Triều Tiên, nhưng lại không ai biết chắc chắn ông bao nhiêu tuổi và hiện đã có bao nhiêu con. Còn theo cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc thì nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã có 3 người con. Ngôi sao bóng rổ Mỹ Dennis Rodman là người đầu tiên tiết lộ tên người con lớn nhất của ông Kim Jong-un vào năm 2013. Khi Dennis Rodman chia sẻ với các phóng viên rằng, tôi đã bế bé Joe và nói chuyện với bà Ji, vợ của Kim Jong-un. Người con thứ 3 của ông Kim được đồn là sinh ra vào năm 2017, nhưng không ai rõ giới tính của đứa bé. Ông Kim đã kết hôn với bà Ji So-ju, vợ chồng nhà lãnh đạo Triều Tiên, được cho là kết hôn vào năm 2009. Một cuốn sách vài năm trước mang tên Người kế vị vĩ đại của Anna Fitzfield đã tiết lộ nhiều hơn và chi tiết hơn về nhà lãnh đạo trẻ tuổi của Triều Tiên. Theo Fitzfield, một đầu bếp có quan hệ thân thiết với ông Kim Jong-un khi nhà lãnh đạo Triều Tiên còn nhỏ cho biết, ngay từ khi ông Kim còn bé, các bữa tiệc sinh nhật của ông có sự tham gia của các quan chức cấp cao nhiều hơn bất cứ anh chị em nào khác của ông. Trong những năm 1990, ông Kim được gửi đến sống và học tập tại trường quốc tế Bern ở Thụy Sĩ với một cái tên khác. Việc này nhằm mục đích là che giấu thông tin của ông Kim, cùng với việc tiếp xúc với phương Tây, sẽ giúp Kim Jong-un trở thành một nhà cải cách tài năng trong tương lai. Thời gian ở Thụy Sĩ đã dạy cho Kim Jong-un một điều là, nếu không mang dòng họ Kim thì ông ấy sẽ không là ai cả. Mẹ của ông Kim Jong-un, bà Koh Jong-wei cũng liên tục nhắc nhở ông rằng phải trở thành một thiên tài về quân sự. 2. Cuộc sống bí ẩn của nhà lãnh đạo Triều Tiên. Kim Jong-un được cho là sống trong căn biệt thự sang trọng tại trung tâm Jae-ong-sung và được bảo vệ tầng tầng lớp lớp. Căn biệt thự có phòng chiếu phim 1.000 chỗ ngồi, có trung tâm chỉ huy dưới lòng đất, các bức tường được bao bọc bởi các lớp rất dày. Xung quanh tường là các hào và điện bãi mìn, cùng với các chốt kiểm soát nghiêm ngặt. Cựu vệ sĩ của cố lãnh đạo Kim Jong-il nói rằng, ông Kim Jong-un có hàng chục căn biệt thự như vậy, nằm rải rác trên khắp đất nước Triều Tiên. Bên cạnh đó, ông Kim còn sở hữu hàng loạt xế hộp bọc thép chống đạn, tránh bom, cùng một đội vệ sĩ chạy bộ. Có thông tin nói rằng, ông Kim đã sở hữu tới 100 chiếc xe và bắt đầu sưu tập xe đắt tiền từ khi còn nhỏ. Về khoản ăn uống, cựu đầu bếp thân tín của gia đình họ Kim đã tiết lộ rằng, ông Kim thích ăn sushi và vi cá mập mỗi tuần. Ông ta đã từng chi đến 7 triệu đô la Mỹ cho một chiếc du thuyền dài 29m vào năm 2013 để thưởng thức những đồ uống sang trọng và đắt tiền. Đừng quên nhấn đăng ký kênh G Bật Mí để xem nhiều video hữu ích hơn nhé!